Em xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay em làm video giới thiệu đến cả nhà một combo rất là đặc biệt, là 11 loại dendro nắng siêu hot. Có nhiều dòng mới, trước giờ em chưa có bán trong những cái combo trước. Ví dụ như đây là cây enba trắng, cái thứ hai là cây thỏ hồng. Cây thỏ hồng thì hiện giờ là có một số cây tơ thôi cả nhà, chứ không có cây lớn. Và đây là cây thực tế em đang quay tại vườn nè, có một số ít thôi. Cây này thì mình về mình dưỡng lại ha. Cây thứ ba là cây liễu Việt Nam. Cây liễu Việt Nam là cây liễu xưa của mình á. Bây giờ thì có một số cây đang nụ, vì số lượng cây rất là ít nên em bán trong một combo 11 loại để cho cả nhà mình sưu tầm. Đây là cây thỏ hồng đang được quay trực tiếp tại vườn. Có một số ít cây để mình sưu tầm thôi, vì thỏ hồng bây giờ cây lớn thì nó không có hàng. Có một lô này cây tơ. Cây tơ thì đang phát triển rất là khỏe, mạnh. Cây này thì mình về mình nuôi đứng ngọn cây này và ra cây con sau là sẽ có hoa. Cây hiện giờ thì đang phát triển rất là khỏe. Chỉ có những cái dòng nào mà nó không có hàng lớn á, thì em sẽ xuất một số dòng cây nhỏ để cho mình về mình có thể lên chậu lớn để mình chơi. Thỏ hồng thì đang phát triển rất là mạnh nha cả nhà. 11 loại dendro nắng lần này thì có rất là nhiều dòng đang hot. Cả nhà mình thích sưu tầm mỗi loại một cây thì combo 11 loại rất là thích hợp để cho mình sưu tầm về để mình chơi, mỗi thứ mình có một loại. Hiện giờ thì vườn em có khoảng 15 đến 16 loại dendro nắng chậu phi 12. Nhưng mà combo này em chỉ chọn ra 11 loại thôi. Cây thỏ hồng thì độ cao khoảng chừng một gang tay em thì chắc khoảng hơn 2 tấc. Và đây là 11 loại em đã chọn ra sẵn từng cây để cho cả nhà mình có thể so sánh là một chậu rời nó như thế nào. Đây là cây thứ nhất là cây xin sổ. Xin sổ thì chưa có mọc hoa chính xác. Cây thứ hai đây là cây banana vàng thơm. Và trong này thì nó có cây ba vàng ba đỏ nữa nha cả nhà. Cây tơ chưa có hoa. Có thỏ hồng, bò blue. Đặc biệt là đợt này có một cây enba trắng. Cây enba trắng thì đầu video em có giới thiệu mặt hoa đó. Cây kế tiếp là cây xin nâu, bò vàng và cesaret. Tất cả những cây này thì đều đang có tại vườn và được dưỡng thuần tại vườn. Lá phát triển rất là đẹp. Em sẽ để nằm xuống từng cây cho cả nhà mình có thể nhìn rõ hơn. Có cây enba xưa đang có hoa nữa nha cả nhà. Đó. Cây tơ rất là đẹp, cây khỏe, lá sạch và không có bệnh. Trong combo lần này thì có 11 loại và tên của từng loại sẽ được em up trực tiếp lên màn hình để cho cả nhà mình tham khảo. Và có 11 mà mặt hoa mẫu em cũng có up lên trên màn hình luôn để cho cả nhà mình tham khảo những cái mặt hoa thực tế của những cái cây này. Và ở đây em bán những cái dòng cây chưa có hoa, cây đứng ngọn, cây tơ đều được đảm bảo mặt hoa hết. Chỉ riêng dòng xin sổ thì mình chưa có cái mặt hoa chính xác thôi. Còn những cây có tên tuổi nắng xưa giờ thì đều được bảo đảm mặt hoa. Nên những cái mặt hoa này đều là mặt hoa thực tế, được chụp tại vườn nên cả nhà mình cứ yên tâm.
Đây là cây N3 của Việt Nam, cây N3 xưa. Và đây là một số liễu nụ đang có tại vườn này cả nhà. À, cây đang có hoa và tất cả các cây đều đang ra con hết nha. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Và cũng đừng quên đăng ký kênh của em để mình có thể giao lưu tham khảo, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trồng hoa lan cũng như là sưu tầm về chơi những cái dòng đen rô nắng đặc biệt của Việt Nam. Cảm ơn và xin chào cả nhà.